Tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt King cho biết, Liên minh kỷ lục thế giới World King, đã xác lập 6 kỷ lục thế giới mới năm 2022 về ẩm thực và đặc sản của Việt Nam do Viking đề cử. Các món ăn đường phố, món ăn gia đình đặc trưng, món ăn chế biến từ cây chuối hay xôi chè của Việt Nam đều nằm trong danh sách này. 6 kỷ lục thế giới mới được xác lập gồm đất nước có nhiều món xôi, chè độc đáo, hấp dẫn nhất thế giới. Đất nước có nhiều loại gia vị tự nhiên đặc sắc nhất thế giới, Đất nước có nhiều món ăn đường phố hấp dẫn và đa dạng nhất thế giới. Đất nước có nhiều quà lưu niệm và quà tặng hấp dẫn nhất thế giới. Đất nước có nhiều món ăn gia đình đặc sắc và hấp dẫn nhất thế giới. Và đất nước sở hữu nhiều món ăn được chế biến từ cây chuối nhất thế giới. Như vậy, tính từ năm 2020 đến 2022, có 14 kỷ lục thế giới giảm thực của Việt Nam do Liên minh Kỷ lục Thế giới xác lập.